Xin chào các bạn, hôm nay mọi người hãy cùng mình ra đường và học từ vựng nhé. Đi thôi. Đầu tiên ở đây chúng ta có từ kinnen thì có nghĩa là cấm hút thuốc. Bên cạnh là shokaki thì có nghĩa là cái bình cứu hỏa. Chính là chiếc bình này đây. Tiếp theo ở đây là một hòm thư, dòng chữ to nhất thì là shinbunseiyo, có nghĩa là chuyên dùng cho báo. Dòng nhỏ phía trên chúng ta có chirashi là tờ rơi, sunota no kokokubutsu là những thứ liên quan đến quảng cáo khác, thokang thì là việc nhét vào, bỏ vào hòm thư, koendio kudasai có nghĩa là vui lòng không. Cả dòng này có nghĩa là vui lòng không bỏ những cái tờ rơi hay là những cái đồ liên quan đến quảng cáo khác vào trong hòm thư. Và đây là một nút bấm dành cho người khiếm thị ở gần vạch kẻ sang đường. Onkyo thì là âm thanh, yo thì có nghĩa là dùng cho, oshibotan là nút ấn. Cái này có nghĩa là nút ấn dùng để phát ra âm thanh. Tức là sau khi mình bấm cái nút này thì khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, nó sẽ có âm thanh báo hiệu để có thể sang đường. Rất là cần thiết cho những người khiếm thị. Và đến đây thì video cũng hơi dài rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.